Cơ quan điều tra làm rõ việc Bùi Văn Tân, chủ hệ thống xe gắn máy Tân Tiến ở thành phố Hồ Chí Minh đã lừa đảo chiếm đoạt 9,3 tỷ đồng của khách hàng bằng chiêu thức hóa kiếp xe gian để bán xe như mới ra thị trường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Bùi Văn Tân, 41 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức. Có 12 đồng phạm của Tân trong vụ án cũng bị đề nghị truy tố về một trong hai tội danh nói trên. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến khi bị phát hiện vào đầu năm 2024, Tân đã lừa và chiếm đoạt 9,3 tỷ đồng của 258 khách hàng thông qua việc bán 200 59 xe máy được hóa kiếp từ xe gian để bán ra thị trường như xe mới. Từ cuối năm 2021, Tân tiến hành các hoạt động lừa đảo bằng cách mua xe có nguồn gốc phạm pháp, không giấy tờ để phủ phép thành xe mới, rồi bày bán tại các cửa hàng của mình. Công an nhận định đường dây này đã lừa bán ra thị trường hàng nghìn xe gắn máy cho người dân ở các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng mới xác định được 258 nạn nhân đã mua 259 xe máy và bị lừa, chiếm đoạt tổng cộng 9,3 tỷ đồng. Thưa quý vị, cựu cán bộ tri cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng, Bình Phước, Đặng Thị Ánh Nguyệt bị cáo buộc cho nhiều người dân địa phương vay tiền với lãi suất cao gấp nhiều lần với quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hơn 54,7 triệu đồng. Ngày 19 tháng 9, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt, 48 tuổi, cựu cán bộ tri cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bù Đăng phê chuẩn. Theo đó, bà Nguyệt bị cáo buộc cho nhiều người dân địa phương vay tiền với lãi suất cao gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật, thu lợi bất chính hơn 54,7 triệu đồng. Trước đó, bà Nguyệt đã bị một số người dân, trong đó có bà NTMD, làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng gửi nhiều cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước. Trong đơn, bà Đê Tường Trình đã vay của bà Nguyệt tổng cộng 4,5 tỷ đồng với lãi suất 5.000 đồng một triệu đồng một ngày. Điều đáng chú ý là trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội, bà Nguyệt đang là cán bộ công tác tại tri cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng. Đến tháng 11 năm 2023, bà đã nghỉ việc theo chế độ. Tổng cục Thuế đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra thuế tại công ty cổ phần bóng đèn Vích nước Dạng Đông. Tổng số tiền công ty bị xử lý thuế là hơn 5,29 tỷ đồng. Cụ thể, bóng đèn vích nước dạng đông bị phạt tiền gần 769 triệu đồng, buộc nộp đủ hơn 3,2 tỷ đồng số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, công ty này cũng phải nộp số tiền chậm nộp thuế hơn 477 triệu đồng và giảm tiền thuế VAT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau tại kỳ tính thuế tháng 12 năm 2023, gần 846 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt truy thu thuế tại dạng đông lên tới hơn 5,29 tỷ đồng. Đáng lưu ý, dạng đông đã vi phạm hành chính nhiều lần với hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng. Đây là tình tiết tăng nặng. Tổng cục thuế giao cho ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Giảm Đông trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định phải nộp số tiền phạt và kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội và nếu quá thời hạn mà không chấp hành, có thể sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế. Ngày 19 tháng 9, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô khiến giao thông ùn ứ. Chiều 19 tháng 9, tại đại lộ Võ Văn Kiệt đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe cấp cứu, hai xe 4-7 chỗ cùng ô tô tải, và chạm khiến nhiều xe hư hỏng nặng, Tài xế Nguyễn Văn Tèo, 31 tuổi, lái xe cấp cứu cho biết chở 5 người từ bệnh viện nhiệt đới về tỉnh Đồng Tháp. Khi chạy trên đường Võ Văn Kiệt hướng từ hầm sông Sài Gòn về quận Bình Tân, xe xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ, sau đó lao sang làn đường ngược chiều tông hai chiếc xe khác, xe tải và ô tô 7 chỗ, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn. Tai nạn khiến các xe bị hư hỏng, móc méo phần thân. Trụ biển báo nằm giữa giải phân cách bị húc độ. Sau tai nạn, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe bị chấn thương phần đầu được đưa đi cấp cứu. Giao thông qua khu vực ùn tắc khoảng 300m, lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân Thưa quý vị, Công an phường Nguyễn Cư Trinh cho biết đang phối hợp cùng Công an quận 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc xác minh truy tìm người có liên quan đến vụ dùng kéo tấn công người trên đường. Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông cởi trần đã cầm kéo tiến đến gần ghế lái của một xe ô tô đang bật đèn tín hiệu, tấp sát lề. Người đàn ông tay cầm kéo có hành vi chửi bới tài xế ô tô, yêu cầu xuống xe và liên tục dùng tay đập vào cửa xe. Sau đó, người đàn ông này dùng kéo tấn công khiến tài xế bị thương ở tay trái. Người đàn ông tiếp tục chửi bới một lúc rồi bỏ đi. Tài xế được sơ cứu băng bó vết thương rồi cũng lên xe di chuyển. Vụ việc được cho là xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 19 tháng 9 tại đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cơ Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Có thông tin cho rằng tài xế taxi công nghệ khi tấp sát lề để đón trả khách đã va chạm vào xe gắn máy của người đàn ông cởi trần nói trên, dẫn đến diễn biến như clip phản ánh. Công an địa phương đã vào cuộc để xác minh nội dung clip, truy tìm những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật thưa quý vị hình ảnh buồng kỹ thuật ghi chữ va treo lơ lửng trên khán đài sân vận động pleiku tỉnh gia lai khiến không ít cổ động viên lo lắng Vòng hai V-League 2024-2025 có 6 trận đấu áp dụng va. Trong đó, sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai lần đầu tiên tổ chức trận đấu có va khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đấu với Sông Lam Nghệ An. Do đó, ban tổ chức trận đấu địa phương phải có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu, trong đó có việc lắp đặt buồng kỹ thuật ngay phía dưới mái che khán đài. Đặc thù thiết kế sân Pleiku không có đường piste khán đài rất cao nhưng không có nhiều vị trí đứng. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai buộc phải lắp đặt một buồng quay nối với phần mái che phía trên. Các mối hàn này chắc chắn và đảm bảo an toàn. Thực tế, buồng kỹ thuật này dùng để đặt máy quay. Các trợ lý trọng tài va không ngồi trong đó mà sẽ làm việc ở xe chuyên dụng đặt bên ngoài sân. Màn hình dành cho trọng tài chính xem lại tình huống cũng được đặt dưới sân, gần đường biên. Một lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nói, chúng tôi đã tiến hành lắp đặt thêm các vị trí để hỗ trợ cho công nghệ va. Các vị trí này đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Ban tổ chức sân Cool rất vui khi được chào đón công nghệ va. Có thêm công nghệ va sẽ giúp các trận đấu trở nên công bằng hơn, chính xác hơn đối với mỗi đội bóng. Trước khi V-League 2024-2025 diễn ra, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đón thêm 2 xe va từ FIFA. VPF hướng tới đưa va và áp dụng các trận đấu được tổ chức tại phía Nam. Hiện nay, mỗi vòng đấu V-League sẽ có từ 5 đến 6 trận đấu có công nghệ va. Ngày 19 tháng 9, liên đoàn bóng đá thế giới cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam tụt một bậc sau hai trận thua trong loạt trận quốc tế tháng 9. Đội tuyển Việt Nam bị trừ 6,64 điểm và tụt xuống vị trí thứ 116 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Đây là vị trí thấp nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 10 năm 2017. Đội tuyển Việt Nam từng rơi xuống vị trí thứ 116 vào tháng 6 năm 2024. Sau đó thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không thi đấu trận nào nhưng vẫn tăng một bậc trong tháng 7 do đội xếp trên tụt hạng. Trong loạt trận tháng 9, đội tuyển Việt Nam đấu giao hữu với Nga và Thái Lan, Đỗ Hồng Dũng và đồng đội thua cả hai trận đấu với tỷ số lần lượt là 0-3 và 1-2. Cả hai đối thủ kể trên đều có thứ hạng cao hơn đội tuyển Việt Nam. Tại Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội có vị trí cao nhất. Đội bóng xứ chùa vàng tăng một bậc nhờ trận thắng đội tuyển Việt Nam được cộng 4,5 điểm và trở lại top 100 thế giới. Indonesia tăng 4 bậc lên hạng 129 thế giới sau hai trận hòa ở Seoul và Australia ở vòng loại World Cup năm 2026 khu vực châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae Yong kiếm được tới 15,44 điểm trên bảng xếp hạng FIFA do cả hai đối thủ đều có thứ hạng cao. Top 15 không có sự thay đổi nào, Argentina dẫn đầu, theo sau là Pháp và Tây Ban Nha.